nhìn theo đèn pin. Độ tuổi, từ sơ sinh đến 1 tháng tuổi. Mục đích của hoạt động: kích thích phát triển thị giác, thính giác của bé, kích thích năng lực nhìn theo đồ vật chuyển động của trẻ. Chuẩn bị: một chiếc đèn pin nhỏ, giấy bóng kính màu. Thực hiện: khi bé mới ngủ dậy, cha mẹ có thể gọi tên bé, nắn bóp chân tay và nói chuyện với bé một chút. Sau đó dùng một chiếc đèn pin để cách mặt bé khoảng 30 cm, bật đèn pin và cho bé nhìn. Di chuyển đèn pin từ bên trái hoặc bên phải đến thẳng trước mặt bé, rồi từ từ di chuyển sang bên kia của bé. Cha mẹ vừa làm vừa tường thuật trực tiếp những gì đang làm với bé. Nếu bé chưa quay nhìn theo được sang bên kia thì lại tập dần dần từ một bên đến thẳng trước mặt, qua đường thẳng đứng đó một chút xíu. Đổi bên tiếp tục, thực hiện khoảng từ 2 đến 3 lần. Mỗi ngày thực hiện 3 lần. Có thể thay đổi kích thích thị giác cho bé bằng cách bọc thêm các tấm ni lông màu vào đèn và bật cho bé nhìn tương tự như trên vào các ngày sau. Ý kiến chuyên gia: khi trẻ mới sinh, năng lực thị giác của trẻ còn hạn chế, trẻ nhìn thấy rõ nhất là ánh sáng đèn. Thậm chí, nếu đèn chẳng may bị chiếu vào mắt bé cũng không sao, bởi giai đoạn này bé nhìn thẳng vào đèn, cũng như người lớn nhìn vào đèn qua một lớp giấy vệ sinh mỏng. Các kích thích ánh sáng này sẽ giúp kích hoạt các tế bào thị giác và khả năng cảm nhận phát triển nhanh, thúc đẩy phát triển tế bào não và phát triển trí lực cho trẻ.